doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có thể nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại? Trong lĩnh vực công nghệ đòi hỏi tính cạnh tranh cao, các doanh nghiệp cần phải luôn hoàn thiện mình mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải có một quá trình học hỏi lâu dài. Đó là những kiến thức mà bạn không thể có được ở trường học, mà phải là ở nơi làm việc. Để biến doanh nghiệp của mình thành một tổ chức năng động, không ngừng học hỏi, các bạn cần duy trì tính cạnh tranh. Cạnh tranh sẽ thúc đẩy sự học hỏi. Với các doanh nghiệp khởi nghiệp, một điều cần có nữa là sự vững vàng về mặt ý chí, bởi mỗi lần thay đổi, bạn sẽ phải bước ra khỏi khu vực an toàn và có thể đối mặt với những rủi ro. Bạn có thể thất bại, thậm chí là nhiều lần. Và nếu bạn không có được sự vững vàng để tự đứng dậy, thành công sẽ không bao giờ tới. Nhưng nếu bạn luôn giữ vững được ý chí và không ngừng học hỏi, đó sẽ là chìa khóa của thành công. Chính phủ Việt Nam nên làm những gì để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển của các công ty khởi nghiệp, thưa ông? Đối với những quốc gia thuộc nhóm thị trường mới nổi như Việt Nam, điều rất quan trọng là phải có được cách suy nghĩ mang tính tổng thể. Trong cuộc cạnh tranh ngày nay, vấn đề mấu chốt không chỉ là làm sao phát triển được nhiều công ty khởi nghiệp, mà còn là việc xây dựng được hệ sinh thái tốt nhất cho các doanh nghiệp đó, để họ có điều kiện phát triển thuận lợi, từ đó đưa nền kinh tế quốc gia đi lên. Bên cạnh đó, chính phủ cần có một chính sách mang tính toàn diện và nhất quán để đảm bảo rằng nền kinh tế Việt Nam luôn nằm trong top đầu khu vực về tính cạnh tranh trong việc thu hút FDI. Tôi nghĩ các bạn đang làm điều này khá tốt. Vậy giới trẻ đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của các công ty khởi nghiệp cũng như của cách mạng 4.0 tại Việt Nam? Kết quả khảo sát gần đây của chúng tôi tại các quốc gia ASEAN cho thấy ngày càng có nhiều người có thái độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để trở thành những doanh nhân. 1/4 giới trẻ ASEAN muốn trở thành những doanh nhân và tỷ lệ đó đang tiếp tục tăng lên, ví dụ như trong trường hợp Việt Nam, đây là điều rất tốt. Cùng lúc đó, chúng tôi nhận thấy thái độ đối với các công nghệ mới, đặc biệt là của giới trẻ, cũng đang là rất tích cực, đặc biệt là tại những quốc gia như Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có thể phát triển những lĩnh vực kinh doanh đầy hứa hẹn như thương mại điện tử hay công nghệ tài chính. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập của người dân. Tôi nghĩ điều này sẽ đặt Việt Nam vào một vị trí thuận lợi để tận dụng những lợi thế của cuộc cách mạng 4.0. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTV24.